bạn nha. Hôm nay mình cùng xem cái chiếc máy máy cài hiệu Solid các bạn, cài mới về của công ty của dân Ma Đông Hưng mới đem về nữa bạn. Giờ đang chạy ra ngoài để mình review cho các bạn xem. Con máy này thì mình biết là chính mươi ngựa các bạn, chính mươi ngựa xuất xứ từ Ấn Độ. Con máy có sức nặng là 3 tấn 115 150 kg. Bánh đằng sau là 18-4-30, bánh đằng trước là 12-4-24. Rất là đã luôn. Giá thành của con máy này thì 615 triệu, tạ đầu, tạ đầu rất là hoành tráng, tạ đầu để trà bỏ lửa nó. Con này sức nặng có bao nhiêu tấn ta? Nó 3 tấn 15 kg. 3 tấn 15 kg, tính luôn là tải đồ luôn ấy, tạ đồ luôn ha. Tính luôn tạ là con máy này 3 tấn 15 kg nha bạn. Tạ này có 2, 4, 6. 3 tấn 15 kg. Máy này xuất xứ từ đâu anh? Ấn Độ. Máy xuất xứ từ Ấn Độ các bạn. Có chục bô không anh? Máy này có chục bô. Có tục bô. Máy có tục bô các bạn. Solid 90 615 tủ. Con này rất là lạ lẫm luôn nha. Máy này mới tên. Hàng mới. Có tạ. Hàng mới, hiệu mới. 3 tấn 3 tấn 15 kg. Cái này tạ ấy luôn hả? Cái này là tạ bánh luôn nè. Tạ bánh này nó để cái gì đây? 3-4 kg. 34 kg. 34 kg tạ bánh, hai tạ bánh đi. Máy này thuộc dạng đùi thẳng. Đó, con này hai tạ bánh. Đám tạ luôn cũng ghê chứ. Thuộc dạng đùi thẳng các bạn. Đây mình ra sức mình quay cái máy cho bạn xem. Đó. Chục bô luôn. Chục bô đây. Cái bình nó quy nó nằm trong gọn trong này. Nó quy nằm gọn trong thùng luôn ha. Ôi, để trong này luôn là không thấy cái bình luôn ha. Ừ. Để gọn trong thùng này luôn. Để gọn thùng này là cái thùng ở bên trong. Và cái người làm chi máy đây để mình quay máy cho mình xem. Bê tông nó là một tấc lẻ năm. Lẻ năm. Bê tông máy là một tấc lẻ năm các bạn. Tấc lẻ năm. Wow, giữ cái máy. Đây là cái bình nước chuyên nghiệp. 4. Máy này 4 máy. 4 máy. 4 máy. Cái bộ số đi ha. Rồi, bộ số đi. Anh lên đi. Máy này là bao nhiêu số anh? Tổng cộng nó là 12 tiếng 12 lùi. 12 tiếng 12 lùi. 3 tầng 4 số. 3 tầng 4 số. Tiếng số nào lùi số đó. Dạ. Bánh đang lăn vô số được bình thường. Vậy là chơi có đồng tốc ha. Có đồng tốc. Còn ghế là ghế hơi. À, ghế hơi. Ồ, nhỏ đã ta. Nhỏ đã lắm. Ngồi rất là đỏ luôn. Em luôn. Di chuyển tới lùi luôn không? Tới lùi bình thường luôn. Thì cái này cũng có cái vô lăng này cũng bật tới bật lui được luôn nè ha. Không, cái này cố định anh. Cố định ha, em thấy cái này giống như có sự bật tới bật lui được. Không, này cố định. Có cái này có thắng tay. À, thắng tay ha, thắng tay xe. Giống xe hơi. Con xe hơi. Xe hơi luôn vậy. Thắng tay xe hơi. Còn khóa ben khóa tự động. À, khóa ben khóa tự động. Sức năng nó năng lên được tới 2 tấn. Sức năng của cái bên đằng sau ha. Ben á, dàn ben quốc 2 tấn luôn ha. Không lồ dữ ta. Chạy biểu diễn hiện hiện trên trên ấy đèn hồi rồi. Đóng cấp lại ra. Đóng cấp ra đi. Bây giờ mình cho anh chạy biểu diễn cho các bạn nghe cái hơ máy và cái nó phê không các bạn. Biểu diễn vòng vòng rồi.
dữ à. Quá dữ hả bạn. Máy này là một một bên trong là 4 số bắp, hay là nó là 2 số bắp ha. Đấy mà một bên trong 2 số bắp đó bạn. Xuất xứ từ Ấn Độ. Cái đầu đàn nó rất là độc đáo các bạn. Đầu đàn rất là độc đáo luôn. Cái đầu đàn này áp ra 4 bóng luôn một lượt luôn. Solid. Đây là Ấn Độ. Quá dữ, quá mạnh nè. Quá mạnh. Kinh khủng chưa chết. Cất lên, cất là muốn xuống xuống không? Dạ, giống như chơi kìa. Ờ, đúng không? Đó, bạn bánh đằng sau nữa bạn. Bánh đằng sau là 18. 18.4 trừ 30. Bánh mà 10 bánh rất lớn. Máy này như là của mình mới đem về có con này một hả anh? Đúng rồi, toàn miền Tây có con một á. Toàn miền Tây có con một á, là quá độc lạ. Cả miền Tây luôn hả trời? Cả miền Tây luôn. Vậy là chỉ là đem về. Nó xài đùi thẳng, dạ. Nó có tim ben phụ. Dạ. Thêm cái nữa là cái bộ tự động nâng ben khi mà, ví dụ như khi mà cài xới mà nó bị dấp bực này kia đó, dạ. Sẽ nhảy lên. Dạ, nhảy lên anh. Tức là nó bị vướng gốc này kia đó, dạ. Nó tự nhảy lên. Dạ. Đã vậy ta. Còn máy này là đầu nối ống thi lực để đầu nối ống thi lực. Chế những cái dàn nông cụ như phía sau á. Dạ. Hoặc là chế bên đầu. Dạ. Hay là số sới. Số sới sao mà nó để túi dưới đó lần sau ta? Cái này là số tầng chậm lẹ. À, tầng chậm lẹ ha. Mình chậm lẹ vô số 9 chạy. Dạ, số 9 chạy là trên kia, số tầng chậm lẹ đây. Cái BTO nó khác với của loại 357 hả ta? Khác hơn ha. Kia là nó là 357 là 540, 750, thằng này là 540, 540. Còn mà cái kết nối của thằng BTO nó làm sao, nó độc lập hay cái nó độc lập giống như cái bấm nút đó hay gì? Bấm nút. Cũng bấm nút nữa ha. Độc lập như dân ma 357. Như dân ma. Cốc đùi quá thẳng quá bự. Thằng này là nó hợp tác trực tiếp với lại dân ma. Dạ, yeah, này hợp tác trực tiếp với dân ma. Dân ma trực tiếp phân phối luôn. Dạ. Yeah. Dân ma phân phối. Hãng thì bên xuất xứ Ấn Độ. Xuất xứ Ấn Độ. Bắt tay với dân ma qua là phân phối tại Việt Nam. Dòng này là Solid 90. Solid 90, dạ. Dòng lần đầu tiên có mặt tại miền Solid Tây. 90, lần đầu tiên có mặt tại miền Tây. À, chú có một con nữa. Ở đây là chú Nguyễn Thị Tôn đó. Đây là công ty dân ma Đông Hưng của huyện Chi Tôn các bạn. Lần đầu tiên có mặt một con máy Solid 90. Rồi, anh có thể chạy vô được rồi. Chạy vô luôn đi. Các bạn bây giờ mình review cho các bạn xem xong rồi đó. Bây giờ anh chạy vô cho các bạn xem.